Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình giới thiệu mọi người đến cây giống chuối đỏ Đắc Ca nhé. Chuối đỏ luôn ạ. Cây thì có chiều cao tầm độ 10 phân. Cây là cây nuôi cấy mô nên mọi người trồng từ 1 năm là bắt đầu có buồng rồi. Đấy. Mọi người trồng làm cảnh rồi là trồng ăn trái thì rất là ngon. Mọi người có nhu cầu mua cây thì có thể liên hệ cho mình nhá. Số điện thoại của mình là 0988 630 871. Mình có gửi hàng toàn quốc các tỉnh nhá. Giống chuối thì ăn rất là ngon. Vỏ khi chín thì vỏ nó có màu đỏ, còn ruột thì nó màu vàng nhá. Ăn thì đặc trưng rất là thơm. Rồi, cảm ơn cả mọi người nhá.